Rồi chào anh em, quay nhanh cho anh em con Mazda BT50 sản xuất 2016, nhập khẩu Thái Lan, máy dầu, động cơ 1.2, giá bán 498 triệu. Giá này là giá chào. Còn anh em đến xem xe trực tiếp thì có giá yêu thương cho anh em nhé. Biển 34C19842, logo Mazda, cánh chim bay mãi không mỏi, ngôn ngữ thiết kế Kodo. Phần đèn trước xe chưa có dấu hiệu ám ố gì cả. Đèn gầm, gầm cao mấy tháng. Mâm thì 17 inch nhá, lốp lát dày dặn, lốp còn 90%. Máy móc bên trong, khung gầm của bán tải này thì yên tâm, không bao giờ mục mọt gì cả. Gương mạ cờ rôm tích nhọc trên cái xi nhan trên gương, cục xòe, tay lắm cửa cũng mạ cờ rôm. Mâm lốp khá dày dặn. Đằng sau thì được trang bị lắp thùng thấp. Trang bị này khá đắt tiền. Đèn sau đây, BT50, mạ cờ rôm giữ sáng bóng đẹp ha. Xe bản 2.2 này thì được trang bị 4 cảm biến. Bản cao hơn thì có cam đùi. Bản 2.2 này có cảm biến. Gầm cao máy thoáng. Mở phần thắt đi cánh cho anh em xem. Keo chỉ zin này, chưa mất phần nào. Mặt thắt đi cánh thì vẫn còn rất sần sùi. Mạ cờ rôm sáng bóng chưa xuất sắc. Khóa an toàn cho trẻ em. Bên cánh phụ trước không xuất sắc gì, hoàn toàn đẹp. Phần ốc bản lề đây, chân bước ốc zin vẫn còn nguyên dấu chấm của nhà sản xuất. Bên trên thì vẫn còn đang tem. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2021. Quay nhanh một vòng tổng thể ngoại hình xe, giờ vào bên trong xe cho anh em xem nhé. Xe thì còn khá là đẹp, mới. Phần má ghế này hơi có nhăn một xíu rồi, nhưng mà vẫn còn đẹp. Da zin nguyên bản theo xe. Hệ thống đầu đài zin theo xe, CD, radio, kết nối nghe nhạc, điều hòa thì tự động hai vùng. Vô lăng bọc da, tích hợp phím bấm, tăng giảm âm lượng, nghe gọi rảnh tay. Phần nút bấm chỉnh kính này, tay số còn khá là đẹp. Da còn đẹp, chưa xuất sắc thì ghế da nguyên bản theo xe nhé. Chân bọc lì, đèn sáng, khuyến mại cho anh em luôn cái này nhá. 498 triệu. Điều hòa độc lập hai vùng. Màn hình thì hiển thị. Xe chạy hơn 6 vạn. Xuống hàng ghế sau cho anh em xem. Kính thì đét zin nguyên theo xe. Ghế ngồi rộng rãi. Công nhận là bán tải này thích chặt. Mọi thứ còn zin theo xe. Ghế đằng sau thì được đục lỗ thoát hơi, thông thoáng. Tầm nhìn ngồi con này thì cao thoáng. Bán tải thì đi được mọi địa hình, đi chơi, đi làm, đi diện, đi tiệc, anh em đều thích con này. Thời gian gần đây phong trào bán tải thì rất là thịnh hành. Người mua bán tải thì ít khi, ở Việt Nam thì ít khi là mua về để tải, mua về để đi trong nội thành là chủ yếu. Nên là xe chất còn rất là ngon, ngoại hình thì cứng.
ốc bản lề, ghế phụ sau ấy. Nguyên chấm sơn của nhà sản xuất. Xong phân khúc thì PT50 này là được trang bị thùng sau rộng nhất phân khúc luôn, hoàn toàn là sạch đẹp này. Rửa giấy qua cái là lại tinh tươm như mới ngay, keo chỉ phần sau thì không mất phần nào. Cầu rôm đẹp à, bút cảm biến. Ngày khách đang đến xem xe VT50 498 triệu. Anh em đến xem xe trực tiếp, bớt chút thời gian qua cửa hàng, nếu mà không đến được thì bên mình nhận giao xe trên toàn quốc. Anh em xem kênh thì đăng ký kênh, like và chia sẻ, bình luận bên dưới nhé. Mình cùng tương tác ở phía bên dưới. Rồi, Mazda BT50 nhập khẩu Thái Lan năm 2016. Động cơ máy dầu 2.2 tiết kiệm nhiên liệu. Số tự động 498 triệu. Gọi điện trực tiếp thì có giá yêu thương nhá. Rồi, cảm ơn anh em.